Ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á. Bệnh viện Xuyên Á có trụ sở tại số 42 quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Châu, chức danh tổng giám đốc. Theo quyết định xử phạt, chủ đầu tư Bệnh viện Xuyên Á đã vi phạm hành chính khi thực hiện các hoạt động xây dựng tại khối điều trị cao cấp thuộc khu y tế kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Hành vi vi phạm bao gồm không tuân thủ nội dung giấy phép xây dựng thêm nhiều công trình kiên cố không có trong giấy phép đã cấp. Với tổng diện tích xây dựng vi phạm là 216,65m, Bệnh viện Xuyên Á bị xử phạt 110 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi trong vòng 90 ngày, từ ngày quyết định xử phạt, Bệnh viện Xuyên Á phải dừng thi công và hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh. Nếu không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh, sẽ phải tự phá dỡ công trình vi phạm trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có biên bản bàn giao hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.